Thưa quý vị, với sứ mệnh là chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang lại cuộc sống no ấm và được học hành đầy đủ. Những năm qua, làng trẻ em SOS Việt Trì đã làm tốt công tác khảo sát nhiều hoàn cảnh khó khăn và đưa về làng nuôi dưỡng. Bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Bản có hơn 100 hộ dân, 98% là dân tộc Hơ Mông. Nơi đây bà con chủ yếu trồng lúa, ngô và hái măng rừng nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hai cháu sinh đôi Giàng Thị Hằng và Giàng Thị Nga sinh năm 2014, không có bố mẹ, đi lấy chồng. Hiện hai cháu đang ở với ông ngoại đã 78 tuổi. Các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, mong được làng trẻ SOS nhận để các cháu được học hành, được biết con chữ và để các cháu bớt khổ. Công tác phối hợp giữa làng trẻ SOS Việt Trì với các địa phương của huyện Mù Cang Chải được triển khai thường xuyên, chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả trong việc lựa chọn cũng như đón trẻ đúng đối tượng. Tại Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, công tác rà soát trẻ đang được các cán bộ của làng thực hiện. Hai cháu Thảo A Lâu và Thảo Thị Mưa, nhà ở bản Xéo, Mả Pán, bản xa xôi nhất của xã, bà con nơi đây cũng chủ yếu là dân tộc Hơ Mông. Bố mới mất, mẹ sức khỏe yếu nên gia đình đặc biệt khó khăn. Việc Lâu và Mưa được đưa về làng là mong mỏi của gia đình và cán bộ địa phương nơi đây. Hiện nay trên địa bàn xã Khao Mang thì còn có một số những trường hợp các trẻ em có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Đảng ủy chính quyền xã thì cũng mong là làng trẻ SOS cũng có những cái chương trình hỗ trợ tiếp đón các cháu vào trong làng để tạo điều kiện cho các cháu có một cái cuộc sống tốt hơn. Năm 2020, làng trẻ SOS Việt Trì đã khảo sát và đưa về làng nuôi dưỡng 9 cháu. Đầu năm 2021, làng tiếp tục tổ chức các chuyến khảo sát để thực hiện các thủ tục cần thiết và nắm bắt thêm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ tại các bản xa xôi trên các triền núi cao và đưa về làng nuôi dưỡng chăm sóc. Các cháu được đón vào làng thì chúng tôi cũng cố gắng thực hiện cái chính sách bảo vệ trẻ em, đó là cho các cháu được một cái cuộc sống tốt nhất, được chăm sóc về học tập, về chăm sóc về sức khỏe, thể chất cũng như là về tinh thần. Và đặc biệt ở trong làng SOS chúng tôi thì chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình, đó là mô hình gia đình, tức là các cháu được nuôi dưỡng trong làng thì đấy là một gia đình thứ hai của các cháu. Thời gian qua, các cán bộ làng trẻ SOS Việt Trì luôn quan tâm chăm sóc tận tình đối với những em nhỏ có mảnh đời bất hạnh. Các em khi về với làng có một gia đình ấm áp, cảm nhận được tình cảm mẹ con, anh chị em gần gũi, được học hành đầy đủ để có được tương lai tươi sáng.